bốn năm phẩm chân thiện hữu. Lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi mới bắt đầu sự nghiệp nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế nào? Nên học Tịnh Lự Ba La Mật Đa như thế nào? Nên học Tinh Tấn Ba La Mật Đa như thế nào? Nên học An Nhẫn Ba La Mật Đa như thế nào? Nên học Tịnh Giới Ba La Mật Đa như thế nào? Nên học Bố Thí Ba La Mật Đa như thế nào? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát mới bắt đầu sự nghiệp, nếu muốn tu học Bát Nhã, Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa thì trước hết phải gần gũi cung kính cúng dường chân thiện tri thức, có khả năng giỏi nói Bát Nhã, Tịnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa. Nghĩa là khi nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nói như thế này: Thiện nam tử, hãy đến đây, khi ngươi bố thí thì nên nghĩ thế này: việc tu bố thí này ban khắp cho tất cả hữu tình, cùng chung hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Khi ngươi trì giới nên nghĩ thế này: việc tu tịnh giới này ban khắp cho tất cả hữu tình, cùng chung hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Khi ngươi tu nhẫn nên nghĩ thế này: việc tu nhẫn này ban khắp cho tất cả hữu tình, cùng chung hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Khi ngươi tinh tấn nên nghĩ thế này: việc tu tinh tấn này ban khắp cho tất cả hữu tình, cùng chung hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Khi ngươi tu định nên nghĩ thế này: việc tu tịnh lự này ban khắp cho tất cả hữu tình, cùng chung hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Khi ngươi tu tuệ nên nghĩ thế này: việc tu bát nhã ban